Ok, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người và chào các bạn là Gành đây. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục làm video về Minecraft tiếp. Và hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách để mà sử dụng Butterfly Click trong Minecraft và cách để Butterfly Click nhé. Ok, và chiếc cái video này các bạn cho mình ký bật like nhé. Ok, thì và các bạn tiếp tục nữa cùng bắt đầu video nào, let's go. Trước tiên thì trong Minecraft có rất là nhiều loại click mà để mà các bạn có thể áp dụng được nó, đó chính là normal click và drag click và double click hoặc là butterfly click. Ok, thì mình thấy về phần đặt lóc và PVP thì mọi người thường hay xài butterfly click rất là nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách để mà butterfly click trong Minecraft nhé. Ok bạn ơi, thì mình đã có bật lên thêm cái webcam của mình đây để mà mình có thể show những cái gọi là thao tác tay của mình nhé. Thì đây chính là con chuột của mình, thì mình đang xài con chuột là Logitech G102. Ok, thì đầu tiên thì bạn sẽ cần một con chuột, đúng rồi, tất nhiên bạn cần butterfly kit, vì tất nhiên mình phải có con chuột đúng không? Đấy, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để butterfly kit nhé. Thì đầu tiên các bạn sẽ cần cái bàn tay các bạn như thế này đây. Đấy, thì bạn sẽ có con chuột như thế này và bạn sẽ để tay lên và bạn sẽ sử dụng hai ngón này. Đấy, bạn sẽ để lên con chuột như thế này và bạn gõ đều 1 2 tay nha. Tay đập xuống thì tay này ở trên, thì tay này đập xuống thì tay này lên trên. Đấy, các bạn cứ đập như thế này thôi, cho là nó sẽ cuối cùng thì nó cũng sẽ lên thôi. Đây, và bây giờ mình sẽ show CBS cho các bạn xem nhé. Thì đây, ở trên các bạn CBS của mình thì mình đã có cài thêm CBS để các bạn có thể xem hiệu quả của cái butterfly click nhé. Thì đây là click bình thường này. Đấy, một lần click thì mình có thể lên được 4 CBS, thì bạn nào chuột xịn hơn thì mình nó sẽ sử dụng được. Thì butterfly click thì nó cũng có thể hỗ trợ cho nhiều loại chuột nha. Ok, tùy vào loại chuột các bạn xài. Nếu như mình chuột càng xịn thì bạn butterfly click thì nó càng nhiều thôi, càng nhiều CPS thôi. Ấy là lớp bình thường này, còn đây là double click này. Đấy, double click ấy thì một lần lớn bạn sẽ được mấy CPS đó. Ấy ấy, mình thì thường hay xài double click để mà mình sử dụng để mà đi ra đấy các bạn ạ. Đấy, còn đây là butterfly click này các bạn xem nhá. Wow. Đấy, và butterfly click thì mình làm mắc chứ chỉ có là 15 CPS thôi, cho nên là cũng khá là ít đấy. Tại vì con chuột cũng không hỗ trợ cho click nhiều lắm, nên là một lần click thì mình chỉ được 16 CPS thôi. Đấy, cả hai bên luôn. Đây, cả hai bên luôn. Thì mình thường hay xài butterfly click để mà đặt lock nhanh, để mà ninh rít xéo và BBB đấy. Butterfly click giúp ích cho mình khá là nhiều trong những việc đó. Ok, thì các bạn nên đang tự hỏi là liệu mấy con chuột văn phòng bình thường liệu có làm được hay không á, thì mình xin tuyên bố là đều được nha. Ok, thì ở đây thì mình sẽ dẹt con chuột của mình ra một bên, và đây mình có chuẩn bị cho các bạn một con chuột bình thường. Đây, đây là con chuột văn phòng của mình bình thường nhá, chuột khá là bình thường thôi. Ok rồi, ok, mình đã kết nối cho con chuột này rồi. Đây bây giờ mình đang sử dụng con chuột này các bạn ạ. Đấy, và đây mình đang sử dụng con chuột và một con chuột gọi là một con chuột văn phòng đấy. Đây để mình butterfly cho các bạn xem nhá. Đấy các bạn ạ, thì con chuột văn phòng bình thường thì mình butterfly cũng khá là bình thường thôi. Mình butterfly thì nó cũng bằng gần bằng con chuột Logitech của mình luôn. Thì con chuột này mình butterfly cao nhất là 14 thì phải. Cao nhất hồi nãy là hình như hồi nãy là cao nhất là 14 ấy, cho nên là cũng khá là dễ dàng ấy. Thì butterfly thì cái kiểu click butterfly này thì nó hỗ trợ cho khá là nhiều chuột, các bạn nào cũng có thể thực hành được. Nó dễ hơn Ratchet rất nhiều. Ratchet thì cũng có một số chuột không hỗ trợ nhiều lắm, nhưng là không có làm được đấy. Cái mà nó chuột mà nó không có độ nhám nhiều ấy, các bạn sẽ khó Ratchet cơ mà. Bạn sẽ xài butterfly. Ok, bây giờ chúng ta sẽ xem đến phần thứ hai. Thì phần đầu tiên là mình đã hướng dẫn các bạn cách để mà butterfly click trong Minecraft rồi. Thì sang phần thứ hai mình sẽ nêu ứng dụng của butterfly click và những cái điều có lợi cho butterfly click nhá, và những điều có hại luôn. Ok, thì có lợi của butterfly click là gì? Thì nó sẽ giúp các bạn đặt được block nhanh hơn và đánh cái địch được nhiều hơn trong BB. Thì các bạn sẽ giúp trong BB thì nó sẽ giúp các bạn đánh được địch nhiều hơn và am chuẩn hơn. Còn trong đặt lock thì bạn sẽ giúp bạn đặt lock nhanh hơn. Những trường hợp mà bạn cần đặt lock nhanh thì bạn có thể ok hơn là red click. Thì trong BB thì mình thường sử dụng butterfly kick để mà đánh. Tại vì nó butterfly kick thì nó cũng thường là nó cũng sẽ bằng với distance click, còn cũng có thể là đôi khi cũng có thể là hơn luôn. Còn nó có thể giúp bạn am được chuẩn và có thể quýnh được nhiều và chính xác hơn. Ok, thì trong đặt lock thì các bạn sẽ giúp được các bạn đặt lock khá là nhanh trong một vài trường hợp khẩn cấp thôi. Còn về phần đặt lock thì gọi là bắt cầu thì bạn có thể sử dụng cho Dynamic xéo, hoặc có thể là bắt cầu cao lên các bạn ạ. Bắt cầu kiểu gọi là bắt cầu thẳng cao lên ấy. Nói chung là bắt cầu kiểu để các bạn đi lên đấy, lên trên đấy cho nó cao lên. Còn không thì có
nhiều bạn thường thì sử dụng chuột khá là rẻ tiền, nó không có hỗ trợ cho Ratchet thì bạn có thể sử dụng cho Butterfly Kick thay thế cũng khá là ok. Thì sử dụng Butterfly Kick để mà thay thế cho Ratchet thì cũng không ok lắm. Chỉ có trường hợp những bạn nào mà bất đắc dĩ lắm không sử dụng được Ratchet để mà sử dụng cho những cái loại Crit Ninja Crit, để sử dụng cho những cái loại Crit như là God Crit hoặc là Grizzly Crit thì mình nên xài Butterfly Kick nhé. Thì cũng giống như trong video lần trước của mình học Grizzly Crit đấy, thì do là con chuột mình không có hỗ trợ cho Ratchet nhiều cho nên mình đã bất đắc dĩ lắm, nhưng mà mình đã xài Butterfly Kick cũng nó cũng mang lại cho mình cái hiệu quả cũng không gọi là bằng Ratchet cho lắm. Cho nên là các bạn, mình khuyên là nếu như bạn nào chuột, các bạn nào xài được Ratchet thì bạn nên sử dụng Ratchet trong Crit. Thì nếu như bạn nào sử dụng chuột mà không hỗ trợ cho Ratchet nhiều thì bạn nên sử dụng Butterfly Kick để mà thay thế cho những cái loại Crit nhá. Thì thường thì Butterfly Kick thì mình nên khuyên các bạn là sử dụng cho Ninja Xéo và đặt lóc cao lên nhiều hơn, không nên lạm dụng nó quá nhiều bởi vì nó sử dụng cũng không được ổn cho lắm. Bạn nên sử dụng Ratchet nhiều hơn cho việc bắt cầu nhá. Và một điều nữa cực kỳ hại của Butterfly Kick đó chính là nếu như bạn nào mà chơi game vào buổi đêm mấy bạn sử dụng Butterfly Kick thì nó thực sự là cái tiếng chuột rất là ồn luôn. Thường thì nếu như bạn nào mà còn nhỏ còn sống chung với gia đình thì nếu như mà bạn nào mà xài Butterfly Kick mà nó ồn quá là gia đình không ngủ được, có thể là bạn bị ganh đấy. Trời ơi là trời, thực sự là gõ vô con chuột ấy nó thật sự là tiếng nó rất là bự luôn ấy, tiếng rất là to luôn, cho là khá là khó chịu đấy. Và đó chính là tất cả những gì mà mặt lợi và mặt hại của Butterfly Kick. Ok, và bây giờ mình sẽ vô một trận đấu Bad World để mà sử dụng Butterfly Kick cho bạn xem nhé. Ok, và cùng theo chúng mình nào, let's go. Và rồi ok bạn coi, hiện tại mình đang trong server bài FBC đây, và bây giờ mình sẽ gọi là mình sẽ tìm một cái trận đấu để mà chơi cho các bạn xem cách đúc Butterfly Kick có hiệu quả như thế nào trong một trận đấu nhé. Ok, mình bắt đầu nào. Và rồi ok, mình đã tìm được một trận rồi đây. Thì đây là một trận của cái map Orbit nha. Ok, thì map này khá là bự đó, nhưng mình sẽ cần phải lấy khá là nhiều block. Và mỗi như thế là mình sẽ biểu diễn với các bạn xem Butterfly Kick lock nhiều nhanh nhé. Ok, bây giờ mình sẽ đợi 16 block, 16 cục sắt. Ok, ok rồi. Ê, cái gì vậy? Trời ơi, các bạn ơi, mình vừa mới té. Ui, thiệt sự. Bây giờ mình bắt đầu lại nha. Bên kia nó mua đến gỗ luôn rồi. Đây, mình bắt lóc nhau cao rồi. Mình sẽ dùng bắt lóc qua cái chỗ này. Đấy, cao là ok. Bây giờ mình sẽ sử dụng double hit để mà sử dụng con da rít nhé. Ê, trời ơi, ném qua luôn á. Green, đó là green. Đây mình sẽ sử dụng thì nó sẽ đeo qua bỏ nha. Mình sẽ sử dụng nó sẽ là nó sẵn của mình. Đây, nó sẽ của mình sẽ. Đấy, mình sử dụng thì nó sẽ thì mình toàn là sử dụng là gọi là Butterfly Kick, còn mình sử dụng nó sẽ khác hết. Cái đầu tiên, mình qua tới, ôi, hết lóc, trời ơi. Các bạn ơi, mình đã qua game 2 đây và mong là game này mình sẽ chiến thắng nhé. Lẹ nè. Ok. Té rồi. Nhanh nào. Đợi Alpha ra nè. Mình đợi Alpha ra và sẽ đánh Alpha. Hay rồi, đấy rồi. Đấy, trời ơi, các bạn đã thấy công dụng Butterfly Kick trong PvP chưa? Bạn nào nếu như bạn nào may lắm bài làm được khá là nhiều pha mà làm cho đối thủ không có định đụng được mình luôn ấy. Pha hộp pha hả, nó hộp pha để mình dính mò một hai cái.
Đây rồi. No. Chào quá, chào quá vậy. Trời ơi, ông cây đông châu á, mua giá kim cương rồi, ông nâng giá đủ thứ. Cái cây đông châu rồi, sao bức tơ không lạnh mấy. No. Ui mày ghê. Trời ơi, may mình phải bức tơ vẫn giết được ổng mấy. Trời ơi, nhưng mà mình không thể nào mà thắng được trận này, trời ơi. Và chắc là video mình hướng dẫn các bạn cách bức tơ project và áp dụng nó trong Minecraft kiếm chính ra thôi. Và nếu như bạn thích thì comment hoặc là video mình hay, nhớ bạn giết địa chỉ cho tôi là tập, nhớ là việc thì qua đó subscribe, một share và đăng ký. Và đừng quên nhớ bạn chung đi thoát về mới nhé. Các bạn hãy giúp mình được 50k sub cho thời gian nhé. Ok, và nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp theo những cái gì trong Minecraft, các bạn ơi, mình nhớ mình sẽ làm theo những video của những comment của bạn. Ok, và chắc là không được nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Và chúc bạn các một ngày thật là vui vẻ tốt lành nha. Bye bye.